Xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Ẩm thực tại gia. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ xin chia sẻ với các anh chị và các bạn một món ăn rất chi là hấp dẫn về bạch tuộc. Thì bạch tuộc thì là một loại hải sản có thể chế biến được rất nhiều các loại món ăn ngon. Thì đối với video ngày hôm nay mình sẽ xin chia sẻ đó là món gỏi bạch tuộc kèm rau củ quả. Thì khi ăn thì món gỏi của mình sẽ ngon và không có bị ngán nha. Thì để thực hiện món gỏi bạch tuộc được thơm ngon và hấp dẫn, ở đây mình có sử dụng các nguyên liệu như sau. Sử dụng là 1 ký bạch tuộc, sau khi mua về thì mình đã làm sạch nha. 2 là 1 quả xoài. Đối với xoài để làm gỏi thì các bạn nên chọn các dạng xoài chua chua, rôm rốt. Thì khi mình làm lên cái món gỏi ăn sẽ rất là hấp dẫn. 1 quả dưa leo và 1 củ hành tây, 1 củ cà rốt, 100g cà chua bi, 1 nhánh gừng và 3 chai ớt, 1 củ tỏi, 6 quả chanh, 5 tép sả. Rau thơm đi kèm là rau húng lủi và rau ngò rí, 80ml nước mắm. Và bên cạnh đó thì mình có sử dụng thêm đường và muối iốt. Để trước tiên thực hiện món gỏi bạch tuộc kèm rau củ quả thì mình sẽ mang bạch tuộc đi luộc nhé. Thì mình sẽ sử dụng 5 tép sả và 1 nhánh gừng. Để khi mình luộc thì cái phần bạch tuộc của mình nó sẽ hết độ tanh nha. Đối với sả thì mình sẽ đập dập nha. Và mình sẽ cắt thành những khúc. Và gừng thì mình sẽ thái lát nhé. Giờ mình sẽ cho nước vào nồi để đun sôi. Khi nước đã sôi thì mình sẽ cho phần sả và gừng vào nha. Khi phần nước sả và gừng đã sôi được 1 phút thì các bạn thấy nước ra màu xanh rất chi là đẹp. Và bây giờ mình sẽ cho bạch tuộc vào nha. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một ít nước đá lạnh nha. Mình sau khi mình luộc bạch tuộc chín thì mình sẽ bỏ vào cái phần nước đá để khi bạch tuộc của mình nó sẽ được giòn hơn. Bạch tuộc đã luộc được 2 phút thì bạch tuộc đã chín. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Đối với cái phần nước đá lạnh thì mình sẽ cho nửa trái chanh vào nhé. Và mình sẽ cho bạch tuộc vào nha. Mình sẽ ngâm bạch tuộc trong 5 phút để cái phần bạch tuộc sau khi mình làm gỏi thì nó sẽ được giòn và trắng. Sau khi bạch tuộc đã ngâm được 5 phút trong nước đá lạnh kèm nước cốt chanh thì bây giờ mình sẽ vớt bạch tuộc ra và mình để cho nó ráo nước nha. Sau khi mình đã thực hiện xong phần sơ chế bạch tuộc và bây giờ mình sẽ để cho cái phần bạch tuộc này ráo nước, mình sẽ đi thực hiện cái phần rau củ quả nhé. Đối với hành tây thì mình sẽ cắt thành múi, thành sợi nha. Sau khi hành tây đã được cắt sợi xong thì mình sẽ sử dụng là 2 muỗng canh đường và 3 muỗng canh nước cốt chanh. Mình ướp trong 20 phút để hành tây sẽ được hết cay nha. Khi ăn thì cái phần hành tây nó sẽ hết độ nồng nữa các bạn. Đối với xoài và cà rốt thì bây giờ mình sẽ bào sợi. Đối với xoài thì các bạn rửa sạch để nguyên cả vỏ. Còn nếu các bạn không thích ăn vỏ thì các bạn có thể gọt vỏ ra nha. Phần rau củ quả thì mình đã thực hiện xong. Đó thì đối với xoài và cà rốt mình đã bào sợi.
Dưa leo mình cũng đã thái sợi, đối với là chua bi thì mình sẽ cắt làm đôi nhé. Và bên cạnh đó thì mình có sử dụng một quả chanh và mình sẽ cắt múi cau nhỏ để khi ăn cái món ăn của mình nó sẽ rất ngon hơn. Và bây giờ mình sẽ đi thực hiện cái phần nước mắm để mình trộn gỏi nha. Mình sẽ sử dụng là 80ml nước mắm và mình sẽ cho vào đây là 30ml nước đun sôi để nguội nha. Và 50ml nước cốt chanh. Và 3 muỗng canh đường. Bây giờ mình sẽ khuấy đều cho cái phần đường nó sẽ được tan nhé. Và sau khi mà mình đã khuấy cho phần đường nó tan, bây giờ mình sẽ cho phần tỏi và ớt băm vào nha. Đối với phần nước mắm để trộn gỏi thì nó sẽ chua chua ngọt ngọt nhiều nhé. Đối với bịch tuộc, mình đã để ráo nước, bây giờ mình sẽ đi sắt bịch tuộc ra nha. Sau khi mình đã thực hiện xong các nguyên liệu để trộn gỏi và bây giờ mình sẽ đi trộn gỏi nha. Trước tiên mình sẽ cho phần bịch tuộc vào một cái thau. Cho phần hành tây mà mình đã ướp trong 20 phút vào trước nhé. Cho 1/2 cái phần nước mắm vào. Cục trộn đều. Sau khi mình đã trộn đều, bây giờ mình sẽ cho phần rau củ quả vào nha. Mình sẽ trộn đều để các gia vị nó sẽ được thấm nhé. Đã trộn đều các nguyên liệu, các bạn sẽ nêm lại để cho cái phần gỏi của mình sẽ được vừa nha. Mình sẽ cho phần rau thơm vào nhé. Và mình sẽ tiếp tục trộn đều. Các bạn thấy có ngon và hấp dẫn không ạ? Thì bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nhé. Sau khi mình đã thực hiện xong món bịch tuộc kèm rau củ quả thì các anh chị và các bạn thấy có hấp dẫn không ạ? Bạn khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị chua chua, ngọt ngọt và đặc biệt là cái phần bịch tuộc rất chi là giòn. Có sự kết hợp rất chi là ngon của các gia vị tạo thành một món gỏi ngon và hấp dẫn. Thì các bạn có thể thực hiện vào các ngày cuối tuần và các bữa cơm gia đình hoặc gia đình mình có đám tiệc đều được nhé. Video thực hiện món gỏi bịch tuộc kèm rau củ quả của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong các video mới nhất của mình nha.